ty xe điện Metro Đài Bắc đang có kế hoạch điều chỉnh giá vé. Sang năm, phương thức giảm 20% giá vé như hiện nay có thể sẽ được thay thế bằng hình thức giảm giá dựa theo số lần sử dụng trong một tháng cho một thẻ. Theo quy hoạch của công ty xe điện Metro, trong một tháng đi xe điện Metro trên 10 lần sẽ được giảm giá, trên 40 lần được giảm 20% giá vé, trên 51 lần được giảm 30% giá vé, nhiều hơn mức giảm hiện nay chỉ là 20%. Tuy nhiên sẽ không áp dụng cho loại vé tháng 1.280 đài tệ và thanh toán điện tử. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tình hình giao thông cho biết, điều quan trọng mà công ty xe điện Metro Đài Bắc cần phải làm, đó là làm thế nào để người lái xe hơi cũng chuyển sang đi xe điện Metro. Do Cục Giao thông thành phố Tân Bắc không hài lòng Đài Bắc tự tuyên bố phương án điều chỉnh giá vé, công ty xe điện Metro Đài Bắc phản hồi đã nói rõ với đơn vị này sẽ thảo luận sâu hơn nhằm đạt đến thống nhất chung, sau đó mới thực thi. Ngày 9 tháng 12, thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Sáng và thị trưởng thành phố Tân Bắc Hầu Hữu Nghi cùng tuyên bố tuyến đường dành riêng cho xe đạp ở khu vực suối Đại Hán, điểm kết nối giữa thành phố Tân Bắc và thành phố Đào Viên đã hoàn tất. Tổng chiều dài toàn tuyến là 65 cây số từ hồ chứa nước Thạch Môn đến thẳng bến tàu Ngư Nhân ở Đàm Thủy. Ngoài ra, hai thành phố Đào Viên và Tân Bắc cũng tuyên bố khởi động chế độ phục vụ một thẻ thư viện. Hiện nay có thể dùng thẻ mượn sách ở thành phố Đào Viên, chỉ cần vào trang website của thành phố Tân Bắc đăng ký sử dụng, không những có thể mượn được hơn 960 cuốn sách tại Đào Viên và Tân Bắc, đồng thời còn có thể mượn được sách của thành phố Đài Bắc và Cơ Long. Hai thị trưởng cũng cho biết, ngày 12 tháng 2 năm nay, thành phố Tân Bắc và Đào Viên đã cùng nhau xây dựng một sân giao lưu với nhau, tổ chức diễn đàn song thành theo định kỳ, tăng cường hợp tác về mặt xây dựng chính quyền. Sau này sẽ tiếp tục thúc đẩy các hạng mục hợp tác khác như xe điện Metro, giao thông, phòng chống thiên tai, du lịch, thành phố thông minh, bảo vệ môi trường v.v., thực thi chính sách liên kết vòng sinh hoạt trong một ngày. Bước vào mùa đông, thời tiết ngày càng se lạnh. Theo sự thay đổi của thời tiết, cây bách hói ở Đầm Nhật Nguyệt đã dần chuyển sang màu vàng kim, có cây chuyển sang màu đỏ rực rất đẹp mắt. Đặc biệt hơn những nơi khác, đó là ở đây có con đường vòng quanh hồ. Rất nhiều du khách đến đây đạp xe đạp hoặc đi bộ quanh bờ hồ, vừa vận động vừa ngắm cảnh đẹp nơi đây. Mặc dù đa số du khách đến Đầm Nhật Nguyệt là ở khách sạn, thế nhưng hiện nay cũng có một chọn lựa mới, đó là cắm trại. Đây là phương thức được các nhóm du lịch gia đình yêu thích nhất, bởi vì có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm thưởng vẻ đẹp của loài cây bách hói. Màu sắc rực rỡ của cây bách hói khiến bờ hồ Nhật Nguyệt trở thành một bức họa vô cùng tuyệt đẹp. Tận dụng thời tiết chưa thật lạnh lắm, các bạn hãy đưa gia đình đến đây vui chơi, ngắm cảnh đẹp trong mùa đông. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 12, núi lửa trên đảo Wai, New Zealand đột nhiên phun trào. Du khách đã kịp ghi hình lại khoảnh khắc này, có thể nhìn thấy cột khói trắng bốc cao trên đảo. Miệng núi lửa không ngừng phun ra bụi xám và hơi nóng, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc đó có khoảng 50 người trên đảo, ít nhất có 5 người tử vong và 8 người mất tích. Do tình hình trên đảo rất nguy hiểm, nhân viên cứu nạn không thể lên đảo cứu nạn, đang tìm các nhà khoa học trợ giúp. Thủ tướng New Zealand Ardern đã rất đau lòng cho biết, có thể trên đảo không còn ai sống sót. Thủ tướng Ardern cũng cho biết, những người bị thương cũng trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Về vấn đề dư luận chất vấn, núi lửa trên đảo Wai rất có thể phun trào bất cứ lúc nào, tại sao vẫn cho phép du khách ra đảo tham quan? Chính phủ New Zealand phản hồi, rất khó dự đoán khi nào núi lửa phun trào sẽ cho mời chuyên gia đánh giá. Hiện nay vẫn đặt công tác cứu nạn lên hàng đầu. Ngoài ra, núi lửa Etna ở Ý là ngọn núi lửa đang còn hoạt động. Vào ngày 9 tháng 12 giờ địa phương cũng đã phun trào. Hình ảnh cho thấy dòng nham thạch đỏ rực không ngừng tuôn trào ra từ miệng núi lửa trông vô cùng kinh sợ.